La 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 la. Cam ơi, Cam ơi. Gì vậy trời, sao con khóc hoài vậy? Đừng có khóc nữa được không? Khổ ghê hà. Đây nhà Siro mà. Sam ơi, ủa có chuyện gì mà tự nhiên bà với bác Cam đứng ở trước nhà anh Siro gì mà Cam nó khóc quá trời vậy? À, tôi biết rồi. Vậy là anh Siro ăn hiếp bé Cam đúng không? Chủ tôi vô đập nhà ổng luôn cho coi. Vô đập nhà ổng luôn. Tôi chưa nói vậy, ông xông vào nhà người ta vô duyên vợ trời. Ủa, sao? Nói cho nghe nè. Chứ tại sao? Tại sao mà tự nhiên con Cam nó lại đứng trước nhà ông Rô và nó khóc? Hả? Tại sao? Không phải Rô ăn hiếp nó vậy là gì? Hả? Thì ông biết bữa hôm mà ông xây cái nhà bằng vàng của con Cam không? Ờ đúng rồi, xây nhà bằng vàng đó rồi sao? Giờ ông thấy mất tiêu chưa? Ủa, cái nhà lần trước tôi xây cho con Cam nó mất tiêu rồi. Ủa, trời ơi. Đâu rồi? Biết sao không? Trời ơi, sao? Trước ông xây nhà cho con Cam, Cam phải sâu qua đập hết rồi. Trời ơi, Cam trời ơi. Trời ơi, bạn ơi, lần trước mình xây cho Cam nguyên cái nhà to đùng đẹp ơi là đẹp, mà tự nhiên giờ Cam nó kêu xấu xong đập mất tiêu rồi bạn ơi. Ủa rồi sao? Mất mới gì nó đập nhà nó xong giờ đứng nó khóc là sao? Hả? Trời ơi, nó thấy nhà ông xây xấu quá đập mà mình bây giờ nó muốn chiếm cái nhà Siro luôn, nó mượn cái nhà Siro là của nó luôn nè. Trời ơi, không biết nói sao luôn á. Trời là trời, làm sao mà được? Nhà này là nhà của anh Siro mà, anh Siro ổng mà biết được là ổng quýnh cho chết luôn á Cam ơi. Thôi về Cam ơi, nhà này nhà của ông Rô. Nhà của sổ không lấy được lắm Cam ơi. Không lấy được. Cái gì mà tự nhiên lại lắc đầu. Chưa, thấy chưa, bà chưa? Trời ơi, thấy chưa? Rồi xong nó vô nhà luôn. Trời ơi, con Cam này lì thiệt chứ mấy bạn ơi. Ôi bạn ơi, lần trước á mình xây cho Cam cái nhà đẹp ơi là đẹp luôn mà Cam nó không chịu. Bây giờ thì nó đòi cái nhà của ông Rô. Xong cái mình kêu nó về, nó cũng không chịu về luôn, nó khóc lóc. Nó mở cửa kìa. Ôi, Cam, đi về. Đi về liền, không thôi quýnh anh quýnh đòn đó nha. Trời nghe ơi, không? nhanh giờ thấy chưa? Trời ơi. Nó đóng cửa luôn rồi, giờ có mở cửa được đâu mà bắt nó về trời. Ôi. Trời ơi. Nó chuột luôn. Cái con Cam này kỳ này mình mà bắt được nó chứ mình quýnh đòn nó quá bạn ơi. Nhưng mà thôi cũng không trách nó được. Mấy bạn biết sao không? Bởi vì mình cũng công nhận là lần trước á mình xây cái nhà cho bé Cam á thì coi bộ công nhận là cái nhà á nhìn cũng xấu thiệt, nhìn cũng xấu là xấu luôn, cho nên Cam nó không thích thì cũng phải. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ chuộc lỗi bằng cách mình sẽ gọi là xây cho Cam một cái nhà đẹp hơn nha bạn. Nhưng mà cái nhà đẹp hơn á thì phải xây rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều thời gian luôn. Cho nên là bây giờ á, để có thể xây cái nhà đó thì mình nghĩ rằng mình sẽ tạm thời lấy nhà anh Rô làm nhà cho bé Cam trước, rồi sau đó mình sẽ xây sau. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu biến nhà của anh Rô thành nhà của bé Cam nha anh em. Đó là tại sao, lý do vì sao mà mình lại biến nhà của anh Rô thành nhà của bé Cam thì hồi nãy mình cũng đã giải thích rồi đó. Thì mình sẽ xây cho Cam một cái nhà mới, nhưng trong thời gian đó mình sẽ sử dụng nhà của anh Rô để làm nhà ở tạm thời cho Cam bạn ơi. Bởi vì anh Rô đã đi du lịch một thời gian rồi đó. Anh Rô đã đi du lịch rồi cho nên mình sẽ mượn nhà của anh Rô để mình làm thành nhà của bé Cam. Và sau đó, sau khi mà có nhà mới rồi thì mình sẽ gọi là biến nhà anh Rô trở lại bình thường nha anh em. Anh em yên tâm nha, mình sẽ sửa lại nhà cho anh Rô, mấy bạn cứ yên tâm nha. Ok. Rồi, khoan đã. Trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ bấm subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Ok. Và anh em cũng đừng quên nè, là khi mà anh em đang xem video á mà có hiện lên quảng cáo á thì bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể giúp cho mình có thêm thu nhập để mình còn nuôi bé Cam, với lại mình có tiền mua mì gói ăn nha anh em. Chứ không nhiều mọi người ơi, thật đúng sự. Rồi, Cam nó ăn nhiều như heo vậy bạn. Đó bạn mà không bấm vào quảng cáo là vài bữa nữa là Phong đi ăn xin luôn á, Phong hết tiền để Phong nuôi Cam luôn các bạn ơi. Ok rồi, giờ chúng ta bắt đầu sửa nhà thế nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ sửa lại nhà của anh Rô thành nhà của bé Cam nha. Thì đầu tiên nè, ở đây nè bạn ơi, mình có chuẩn bị gọi là một cây súng đại liên. Và cây súng này nó thể bắn ra được màu các bạn ơi. Bạn coi nha, mình nạp đạn vô nè, đây xong mình bắn nè. Đó, thấy không? Nó đổi màu rồi, thấy không? Đó. Và một quả cầu, cái này là quả bóng màu các bạn ơi. Trời ơi, cái sẽ đổi màu rồi, thấy không? Đó. Một cái súng màu đó. Với lại là một ít block đó để mình xây thêm nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào công cuộc gọi là xây lại nhà cho bé Cam nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ chọn màu cái đã. Thì bé Cam thì mình nghĩ mình sẽ chọn màu này đi. Màu này hợp ta để xem coi. Ừ, màu này đẹp nè sao? Thấy không? Màu cam luôn nè. Đó. Đẹp luôn. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ dùng màu cam này để mình tô lại gọi là người của con sói nha anh em. Bởi vì con sói này là nó có màu xám. Cho nên, à không, màu này màu gì? À đúng rồi, cái này màu này là màu xám. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải tô lại thành màu cam bạn ơi. Tô lại thành màu cam nha, ok. 1 hour later. Rồi, ok, xong rồi bạn ơi. Bây giờ cái ngôi nhà của anh Rô từ màu xám đã biến thành màu cam này nè. Bây giờ mình sẽ xây cho nó cái con mắt nha anh em. Đó, mình sẽ xây cho nó một cái con mắt nha. Một con mắt thật là to, tròn và đẹp luôn bạn ơi. Ok, đập chỗ này ra nè. Ok rồi, mình sẽ tô chỗ này lại.
mình sẽ xây một cái con mắt nhìn cho nó to tròn, nhìn cho nó cute bạn ơi, đó, phẳng vào đây cãi, đó, ra ngay được một con mắt cực kỳ đẹp luôn. Ok, bên đây cũng vậy luôn nha, mình sẽ đặt chỗ này cá ra mắt đó. Lùi sao vậy mà sao cute vậy ông nội? Hả gì, cá mắt lùi nào, đẹp mà. Đó, đẹp mà, tôi thấy đẹp lùi mà. Đẹp okay. Gì, lùi đẹp đâu, trời ơi, thôi. Đó, thấy không, đẹp ơi là đẹp luôn bạn ơi, nhìn thấy không? Đó, đẹp đây là nào? Đây là một đây là một bé mèo có đôi mắt lồi bạn ơi, đó, một đôi mắt lồi hiểu không? Đó, ok. Đôi mắt lồi long lanh như gọi là như mặt trăng rồi không? Đúng rồi, một đôi mắt lồi long lanh bạn ơi. Ok rồi. Bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ cho em nó một cái lông mày bạn ơi, đó. Đã là mèo á thì phải vẽ thêm cái lông mày vô nhìn cho nó đẹp bạn ơi. Đó, vẽ vô, vẽ vô. Tôi biết mà, tôi biết thế nào ông cũng làm mim mim mà. Đó, có lông mày này thấy không? Đó thấy không? Bé cam có lông mày. Ok. Ui, có má hồng luôn hả? Màu này không đẹp, màu này không đẹp. Màu khác đẹp hơn. Màu hồng nè. Màu này đẹp hơn, màu này tươi hơn. Màu này tươi hơn, màu này tươi hơn. Đó. Ok. Bé cam. Bé cam phiên bản gọi là có một đôi mắt to to tròn và có bộ lông mày cực kỳ đậm. Ok. Rồi, bây giờ là sẽ tới lượt tô cái lỗ mũi thành màu đen nè. Đó. Ok, tô lỗ mũi thành màu đen. À không. Hình bình thường hình như là con mèo thì mỗi lỗ mũi của nó sẽ có màu đỏ mới đúng. Đúng rồi. Màu có hồng. Màu đỏ. Hồng. Hồng hả? Ok, hồng hồng, màu hồng đỏ đi, màu hồng đỏ đi. Ok. Trời ơi, tối gì. Ê Phong đó. sao giống chú Hề vậy? Ủa. Ừ, chú Hề luôn. Sao nhìn giống chú Hề luôn. Ủa mẹ ơi, sao mình để ý giờ mình để ý mình nhìn mình thấy nó giống chú Hề của ta. Giống chú Hề. Ông mà thấy bộ tóc giả là chú Hề luôn á. Chú Hề xong rồi là không sao. Không sao. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn qua lại thành màu cam nè. Màu cam, ok, chọn màu cam nha. Màu cam đâu ta? À đây, màu cam đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lắp cái miệng của nó lại nha anh em. Con sói ấy, thì nó có một bộ răng nanh cực kỳ gọi là nhìn hung dữ. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào sử dụng nó để làm nhà cho bé cam được. Chúng ta phải bít cái bộ răng nanh của nó lại bạn ơi. Đó, cho thành con sói bị mớm luôn, hiểu không? Đó. Ok, rồi, sơn màu cam lên nè. Sơn màu cam lên. Rồi. Bây giờ là chúng ta gọi là đã bít cái bộ răng nanh lại rồi. Bây giờ con chó sói đã nhìn hiền dịu hơn rồi bạn ơi. Ok. Ông biết thiếu gì không? Thiếu gì ta? Thiếu ria, cái ria mèo, ria. À, đó. Người ta gọi là cái râu mèo. Sao lại gọi ria, là cái ria? Bên tôi gọi là ria mèo, bên tôi Huế mà. À, ở bên Huế. Ở bên Huế gọi là ria mèo hả? Ria ok. Mèo, đúng rồi. Còn bên mình thì gọi là râu mèo bạn ơi. Ok, mình sẽ xây cho nghe nó một cái râu mèo nha. Nè, xây cho nó cái râu mèo nè. Đó. Ok. Xây vào đây thế này. Đó, một cái râu gọi là chỉa qua hai bên thế này nhìn nó cute hơn mày ơi. Đó. Ok. Rồi, sau đó chọn màu đen. Màu đen, râu thì phải có màu đen bạn ơi. Chọn màu đen nè, rồi sơn ở đây. Sơn lên. Đó, hình như nó hơi dài bạn ơi, mình phải. Ủa Phong ơi, đây có chắc phải là râu mèo không Phong? Râu mèo nhìn đó. Nhìn ta xa nhai cùng 500. Ê, không xây gì cập nha. Sao qua đây tôi cho bà coi nè. Mình đứng từ phía này mình nhìn qua tôi nhìn thấy nó giống con cọp hơn con mèo. Ủa, không chịu đâu, phá okay. Nhà rồi. Bình tĩnh, từ từ. Đây, tôi làm cho nó thêm hàm răng nữa nè. Đó, thêm hàm răng, hiểu không? Đó, hàm răng. Cho nó thêm hàm răng nữa. Đó, một hàm răng. Trời ơi, làm chuột rồi Phong ơi. Chuột cái gì mà chuột. Đó, lỗ tai của nó thì chúng ta sẽ chọn màu đỏ nha. Sơn cái lỗ tai thành màu đỏ nè. Đó. Trời ơi, màu hồng thôi. Sao ông cứ thích cho nó tàn bạo vậy Phong? Tàn bạo vậy, tàn bạo. Màu đỏ mới đẹp, hiểu không? Đó, ok. Rồi, bé mèo chúng ta đã được xây thành công. Ông chắc thành công không? Tôi nói thật mấy bạn fan đang xem video thấy mèo là thành công không? Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy con cái nhà hình con mèo của mình sau khi mình chế tạo lại từ cái nhà hình con sói của Siro. Mấy bạn thấy nó đẹp không? Chứ mình thấy đẹp lắm luôn. Đây sao nè mọi người, đây sao nè. Ok. Gì mà không? Gì mà lắc đầu? Hả? Cái gì mà tự nhiên bà lắc đầu và biết xây nhà này mệt lắm không? Ok. Ê, ông sao lên tôi á trời. Sao tôi nghĩ nè, tôi mới nghĩ ra được này hay hơn nè. Để tôi xíu, Rồi, ok, xong rồi bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy xem tác phẩm của mình đó nha. 1, 2, 3. Ta da da da. Xin hiểu bạn, đây chính là con cọp. Trời ơi, bé cam của tôi. Trời ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Tôi lại cho ông xem nè. Khóc cái gì mà khóc. Đẹp như thế này mà tôi thấy là xây một con mèo quá thì nhìn nó hơi yếu đuối không? Mình phải xây cho nó thêm mấy cái vằn vô nữa nhìn y hệt con cọp luôn mày ơi. Ôi trời ơi, không ra mèo tôi rồi. Tôi cá chắc rằng Cam sẽ rất là thích ngôi nhà này bởi vì nhìn nó y hệt như một con cọp, nhìn rất là dũng mãnh luôn, bảo đảm Cam sẽ thích. Ok, để tôi vô tôi kêu Cam ra nè. Ok. Ơi, ông ra kêu Cam ngon quá. Okay. Cam thích không? Cam ơi, Cam đâu rồi? Cam ơi. Ok, Cam trong đây nè. Cam theo anh. Xuống này.
anh sẽ cho Cam xem cái ngôi nhà hình con sói hồi nãy, bây giờ anh đã chế nó thành ngôi nhà hình con cọp cực kỳ đẹp luôn. Rồi lại đây Cam, lại đây, bay lên coi nè. Đó, xịn chưa, đẹp chưa? Từ nhà một con sói bây giờ đã biến thành nhà một con cọp, vô cùng là dũng mãnh, y hệt như Cam đó. Cam thấy đẹp không Cam? Đẹp không Cam? Cam ơi, Cam từ đây, trời ơi, sao gì xấu quá cả. Trời ơi bạn ơi, con Cam nó đập bể cái nhà của mình rồi bạn ơi. Trời ơi là trời. Cam có biết là anh xây ngôi nhà này cực khổ lắm không? Sao tự nhiên Cam lại đập cái nhà này? Trời, nó đập nữa bạn ơi. Ông thấy chưa, ông xây đẹp đến nỗi mà Cam phải đập phá tè le luôn nè. Rồi xong, con cọp của tôi chỉ còn lại được có một cái răng. Trời ơi, con cọp của tôi. Trời ơi bạn ơi, con cọp vô cùng hùng mạnh, con cọp vô cùng gọi là hùng mạnh của mình bây giờ đã biến thành một con cọp súng răng đó bạn ơi, còn có một cái răng duy nhất. Thương quá rồi, để được á. Được cái đầu bà chứ được. Trời ơi, con cọp của tôi. Ok bạn ơi, thôi Cam nó không thích ngôi nhà này rồi, thôi mình phải tự tay mình xây ngôi nhà mới thôi anh em ơi, chứ ngôi nhà này Cam nó không thích. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi, mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và đừng quên là nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Và anh em hãy nhớ nè, là khi xem video mà có hiện lên quảng cáo thì nhớ bấm vào quảng cáo ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em. Vãi nồi, tạm biệt.